Chiều ngày 29 tháng 12 năm 2023, thị trấn Chợ Chu đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy và trao tặng 118 bình chữa cháy cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn thị trấn. Dự hội nghị có đồng chí Hứa Đức Chính, Phó trưởng Công an huyện. Năm 2023, thực hiện chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới, thị trấn Chợ Chu đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công nhân viên và người lao động trên địa bàn, xây dựng kiện toàn và tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 8 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, xây dựng 12 mô hình điểm chữa cháy công cộng tại 12 nhà văn hóa tổ dân phố, tuyên truyền vận động nhân dân tự trang bị 1.695 trên 1.903 hộ gia đình, đạt 89%. 12 trên 12 tổ dân phố đều thành lập một đội dân phòng gồm 10 người. Các đội được trang bị phương tiện đảm bảo các điều kiện để duy trì hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đội dân phòng của 12 trên 12 tổ dân phố đều thực hiện tốt các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy. Nhân dịp này, Công an thị trấn Chợ Chu đã tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy với các hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy mini cho người dân, đồng thời trao tặng 118 bình chữa cháy cho hộ nghèo và cận nghèo của thị trấn Chợ Chu. Số bình chữa cháy này do Ủy ban nhân dân và Công an thị trấn Chợ Chu vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các hộ gia đình trên địa bàn thị trấn. Qua đó tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả các vụ cháy ngay từ khi mới phát sinh, không để cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản, để mỗi người dân là một người lính cứu hỏa trên địa bàn.